Xin giới thiệu một lần nữa là mình là bác sĩ Yến. Thì hôm nay Yến sẽ chia sẻ với mọi người một cái phương pháp điều trị sẹo bằng peel và mesotherapy. Thì tại sao mà mình lại chọn cái peel và mesotherapy để nói chuyện với mọi người hôm nay? Là tại vì chúng ta thấy những cái phương pháp điều trị sẹo thông thường khác, ví dụ như là laser, lăng kim hoặc là tách tế sẹo thì mình nghe rất là nhiều rồi. Thì hôm nay bác sĩ sẽ giới thiệu với mọi người một cái phương pháp, đó là peel và mesotherapy, để tiết kiệm một cái chi phí cho những cái đối tượng khách hàng mà chúng ta không có thể tiếp cận được với phương pháp laser hoặc là những cái phương pháp khác. Thì đầu tiên mà mình sẽ nói đến cơ chế hình thành sẹo. Cơ chế hình thành sẹo nó sẽ liên quan tới cơ chế lành thương của cơ thể. Nếu như mà vết sẹo của chúng ta tổn thương ở lớp thượng bì, có nghĩa là từ cái lớp đáy trở lên trên á, thì nó sẽ không tạo thành sẹo. Vì cái cơ chế lành thương của lớp thượng bì là nó sẽ tế bào đáy sẽ sản sinh ra những cái tế bào mới để bù đắp vào cái phần thiếu của, do cái vết sẹo nó tạo ra. Nên khi mà vết thương chỉ tổn thương ở lớp thượng bì thì nó sẽ không gây nên sẹo. Và nếu như mà một cái vết thương á, nó tổn thương ở cái lớp trung bì á, rồi nếu như một cái vết thương á, mà nó tổn thương ở lớp trung bì á, thì nó sẽ cơ thể của chúng ta sẽ kích hoạt cái cơ chế lành thương qua cái ba cái giai đoạn sau. Đầu tiên á, là giai đoạn viêm nhiễm thì tế bào sẽ cử đến những cái đại thực bào cũng như là bạch cầu đa nhân trung tính để dọn dẹp cái vết thương cho nó sạch sẽ. Thì cái bạch cầu đa nhân trung tính và cái đại thực bào này á, sẽ đến và tiêu diệt những cái vi khuẩn cũng như là những cái chất bụi bẩn còn bám động ở trong cái vết thương để làm sạch cái vết thương. Và tiếp theo là cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn đóng mài, và ở bên dưới cái mài á, thì sẽ tăng sinh tế bào, những cái mô hạt để bù đắp vào cái khoảng thiếu do cái vết thương mà gây nên. Giai đoạn thứ ba là sẽ tăng sinh những cái mô sợi collagen, sợi fibrinogen để làm cái cấu trúc ở bên dưới vết thương nó sẽ săn chắc lại cho cái vết thương của chúng ta được lành tốt hơn. Thì đây là cái giai đoạn lành thương. Nếu như mà cái vết thương tổn thương tới cái lớp trung bì hoặc là hạ bì thì nó sẽ kích hoạt cơ chế lành thương qua ba cái giai đoạn như thế này. Thì khi mà cái giai đoạn ba này xảy ra thì những cái mô sợi mà liên kết lại á, nếu mà tập trung lại không có đủ á, thì nó sẽ không có đầy được cái vết thương thì sẽ hình thành sẹo lõm. Thì cái bài này á, mình sẽ tập trung chủ yếu vào sẹo lõm. Chụp miếng nào? Chụp miếng còn ngoài nha, hay đủ đó anh. À dạ. Lát chia cho em mở thì để anh coi. Mình xin phép được tắt tiếng xíu nha. Thì cái bài này mình sẽ tập trung vào cái vết sẹo lõm do mụn á, tại vì cái vết sẹo thì mình sẽ có rất là nhiều cái loại sẹo, là sẹo lõm, sẹo phẳng và sẹo lồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tập trung vào cái vấn đề sẹo lõm và cái nguyên nhân mà hay gặp nhất là do mụn trứng cá. Thì ngoài cái nguyên nhân này nó còn có những cái nguyên nhân khác á, ví dụ như là sẹo do thủy đậu á, hoặc là bất cứ cái những cái tổn thương nào mà nó vượt quá cái màng đáy của thượng bì thì nó sẽ gây ra sẹo. Thì hôm nay mình sẽ tập trung vào một cái loại sẹo mà mình hay gặp nhất á, là sẹo lõm do mụn trứng cá. Có ba cái loại sẹo thường gặp á, là rolling scar, ice pick scar và box scar. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu ba cái loại sẹo này á, để xíu nữa mình sẽ ứng dụng và mình sẽ điều trị nó bằng cái phương pháp này nha, bằng cái phương pháp peel và mesotherapy nha. Đầu tiên là cái sẹo ice pick scar. Cái sẹo này á, thì nó cái vết sẹo nó sẽ sâu vào bên trong, thì nó có thể sâu tới lớp hạ bì luôn, nó rất là sâu và đáy nó rất là nhọn. Đây là một cái hình ảnh trên siêu âm của sẹo ice pick scar. Và cái bên ngoài của nó, cái miệng của vết sẹo này rất là nhỏ, nó khoảng dưới 1mm thôi. Và cái sẹo thứ hai là boxing scar. Mọi người nhìn thấy đây là một cái sẹo dưới cái hình ảnh của siêu âm. Thì cái sẹo box scar này á, thì cái miệng của vết sẹo nó sẽ từ 2-4mm thôi. Đây là một cái hình ảnh mô tả lại sẹo ice box scar và một cái hình ảnh thực tế.
Và đây là hình ảnh trên siêu âm của sẹo Boscar. Đây là một cái sẹo rolling scar. Sẹo rolling scar thì nó cái đáy sẹo nó rất là rộng, nó rộng khoảng trên 4 mm. Và đây là cái hình ảnh thực tế của vết sẹo này. Đây hình ảnh người ta mô phỏng lại thì nó cái đáy nó rất là rộng, rộng trên 4 mm, thì nó là sẹo rolling scar. Đây mình so sánh ba cái sẹo này với nhau trên thực tế nè. Sẹo Icepica thì cái miệng nó rất là nhỏ nhưng mà đáy nó nhỏ. Còn sẹo rolling scar thì cái đáy nó rất là to và dài, trên 4 mm. Còn sẹo Boscar thì cái đáy của cái miệng của nó khoảng 2 tới 4 mm thôi. Rồi, đây là một cái bảng phân loại cái độ phân độ cái sẹo á, thì mình sẽ lựa chọn cái bảng của Goldman và Baron. Thật ra là nó có rất là nhiều cái bảng phân loại sẹo á, nhưng mà mình lựa chọn cái bảng này tại vì nó không có mắc mình phải tính điểm á, thì nó rất là dễ ứng dụng trên lâm sàng đối với bác sĩ cũng như là đối với những cái người làm kỹ thuật viên ở spa đồ á, thì mình rất là dễ ứng dụng. Nó có 4 mức độ là độ nhẹ, độ vừa, độ trung bình và độ sâu, độ nặng. Thì này mình rút gọn lại á, độ 1 thì nó là sẹo phẳng, còn độ 2 nó là sẹo lõm hoặc là sẹo phì đại, có thể thấy không thấy rõ ở cái khoảng cách nói chuyện với nhau là khoảng 50 cm. Còn độ 3 thì người ta sẽ cái sẹo lõm này sẽ được thấy rất là rõ ở cái khoảng cách mà nói chuyện với nhau khoảng 50 cm. Và độ 4 là sẹo rất là nặng. Thì cái phương pháp peel của mình á, mình sẽ điều trị được cái loại độ 1 và độ 2, những cái sẹo độ 1 và độ 2. Còn độ 3, độ 4 á, thì mình sẽ nên kết hợp với một cái phương pháp khác, ví dụ như là cắt đáy sẹo, sau đó mình hẳn peel. Mình không có khuyến cáo là peel những cái loại mà mạnh tới lớp trung bì sâu hoặc là lớp sâu á, tại vì nó sẽ dễ tăng sắc tố sau viêm ở cái da giống như da của người Việt Nam. Thì cái phương pháp tiêu của mình giới thiệu ngày hôm nay á, thì nó sẽ điều trị hiệu quả tốt cho cái sẹo mức độ 1 và mức độ 2, là sẹo phẳng hoặc là có thể là không nhìn thấy rõ ở cái mức độ giao tiếp với nhau là khoảng 50 cm. Mình sẽ giới thiệu sơ với mọi người những cái phương pháp điều trị sẹo lõm hiện nay. Thì đầu tiên hết là thuốc thoa. Thuốc thoa là một cái loại thuốc mà người ta rất là hay yêu cầu bác sĩ là kê cho một cái loại thuốc thoa để điều trị sẹo. Tuy nhiên là thật ra là có rất là ít cái nghiên cứu cũng như là hiệu quả trên lâm sàng á. Tuy nhiên thì mình có tìm thấy được những cái chất sau đây, nó được nghiên cứu là có hiệu quả trên sẹo lõm da mụn. Đầu tiên là retinal anhydrid kết hợp với glycolic acid. Thứ hai là retinoic acid kết hợp với glycolic acid. Cái thứ ba là có thể sử dụng adapalene hoặc là benzoyl peroxide. Thì mọi người nhìn trên cái nhãn hiệu á, thì nếu như mà có một trong những cái thành phần này á, thì nó được chứng minh là có hiệu quả đối với sẹo mụn. Tuy nhiên thì có một số cái trường hợp đó người ta sử dụng cái steroid đó, đường ngắn như là corticoid, steroid đường bôi thời gian ngắn, có nghĩa là cái corticoid đường bôi đó, thời gian ngắn để cho giảm cái hiện tượng viêm của da mụn để lại đó. Giảm cái hiện tượng viêm da mụn thì nó sẽ ngăn ngừa được sẹo sau mụn, cho nên người ta vẫn có thể sử dụng corticoid thời gian ngắn để bôi trong cái thời gian viêm nhiễm mà da mụn á, để nó ngăn ngừa sẹo. Ngoài ra thì cái phương pháp mình hay gặp nhất á, và nó cũng đem lại hiệu quả rất là cao, đó là cắt đáy sẹo. Thì cắt đáy sẹo thì người ta sẽ dùng bác sĩ sẽ dùng một cái kim cái dao chuyên biệt để cắt đáy sẹo, là cái Nocom 18G để cắt cái đáy sẹo này. Tại vì chúng ta có thể thấy là khi mà hình thành cái mô sợi ở dưới cái đáy sẹo á, thì nó sẽ kéo cái đáy sẹo của mình xuống á. Thì nếu mà mình dùng mọi phương pháp á, để cho kích thích nó tăng sinh lên, tuy nhiên là những cái mô sợi này nó vẫn kéo cái đáy sẹo của mình xuống á, thì nó sẽ không đạt được hiệu quả như mình mong muốn á. Cho nên bác sĩ sẽ dùng cái phương pháp này để cắt cái đáy sẹo, cắt đi cái những cái mô sơ á, kéo cái đáy sẹo xuống thì nó sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn. Thì thường á là
nếu như mà mình build á, mình sẽ cắt cái đáy sẹo trước đó khoảng 1-2 tuần á, xong mà sau đó mình hẳn build thì nó sẽ hiệu quả nhiều hơn. Ở đây là cái hình ảnh người ta mô phỏng lại nè, còn đây là một cái hình ảnh mà bác sĩ đang làm, và đây là một cái hình ảnh sau khi làm cái việc cắt đáy sẹo rồi á, thì nó sẽ để lại những cái vết như thế này nè. Và thường á, những cái cắt đáy sẹo á, thường thì nó cũng sẽ hơi thâm nhẹ trong vòng 2 tuần á, nên mình có thể nói trước với khách hàng để cho người ta đỡ bỡ ngỡ. Rồi, những cái phương pháp điều trị sẹo lõm khác á, là có thể nhắc đến giống như là laser CO2 fractional, hay là lăng kim, hoặc là PRP, hoặc là tiêm filler ở dưới cái đáy sẹo để làm đầy cái sẹo đó lên. Tuy nhiên là cái tiêm filler này á, nó sẽ có thời hạn, tại vì khi mà filler cũng có thời gian để nó tan ra, khi mà nó tan ra thì cái tác dụng mà nâng đỡ sẹo đó thì nó cũng đã mất rồi á. Rồi, hôm nay mình sẽ đi vào cái chủ đề chính. Bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là build hóa học. Thì hồi nãy mình có nói là build á, mình sẽ ứng dụng tốt nhất cho cái sẹo độ 1 hoặc là sẹo độ 2. Mình có 3 cái mức độ build là build nông, build trung bình và build sâu. Thì những cái build nông á, người ta sẽ cái dung dịch build nông á, nó sẽ tác động tới lớp thượng bì và lớp trung bì nông. Nó còn có những dung dịch như sau, ví dụ như là dung dịch Chesner TCA 10-30%, hoặc là những cái acid AHA, BHA mà cái nồng độ nó thấp thôi, như là linoleic acid 30-50%, salicylic 20-30%, mandelic acid, acid lactic, tartaric, malic, azelaic acid 10-20%. Thì những cái loại build mà build ở lớp nông này thì chúng ta có thể ứng dụng để điều trị một số các loại sẹo nông ở trên bề mặt thôi. Cái nào mà nó chỉ tới cái lớp trung bì nông á, thì nó sẽ hiệu quả. Còn nếu như mà những cái sẹo mà tới cái lớp trung bì sâu rồi á, thì mình sẽ ứng dụng những cái loại build mà build trung bình. Thì những cái loại build trung bình á, nó sẽ có những cái loại build như sau, ví dụ như là pyruvic acid 40%, linoleic acid 50-70%, TCA 35-70%, TCA 35% kết hợp với CO2, TCA 35% kết hợp với lại linoleic, kết hợp với dung dịch Chesner, hoặc là linoleic 70% kết hợp với TCA. Build sâu là những cái dung dịch mà có góc phenol. Tuy nhiên là cái build sâu này mình không có khuyến cáo lắm, tại vì nó rất là dễ gây tăng sắc tố sau vi mà nó sẽ hình thành một cái sẹo xấu hơn. Mình sẽ để ý hai cái này nha, tại vì xíu nữa mình sẽ ứng dụng nó trong cái việc điều trị sẹo. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái TCA này. Thì cái TCA á, là trichloroacetate acid, thì nó được coi là gold standard trong việc điều trị sẹo trong nhiều thập kỷ, và có rất là nhiều cái nghiên cứu liên quan, và được coi là một trong những liệu trình điều trị sẹo mụn đem lại hài lòng nhất. Thì bên ta có hai cái loại TCA, là một cái TCA 20% và một cái TCA 10%. Yêu ông bác sĩ Lan Mi qua Lan nhé. Rồi, nó có hai loại là TCA 20% và TCA 10%. Thì cái này mình sẽ ứng dụng cho cái loại sẹo độ 1 và độ 2, tại vì cái loại build này thì nó thuộc cái nhóm build nông á. Build nông là build thượng bì với lại build trung bì nông thôi. Thì mình sẽ ứng dụng để điều trị cái độ 1 và độ 2. Rồi, ngoài ra thì cái TCA này á, có một cái ứng dụng nữa là mình sẽ chấm vào cái đáy sẹo Icepica. Tại vì như mọi người thấy thì cái sẹo Icepica nó rất là khó để cắt đáy sẹo, tại vì cái đáy nó nhỏ như vậy nè. Nên mình sẽ ứng dụng cái TCA từ 65-100% để mình chấm vào cái đáy sẹo, để mục đích là nó sẽ phá hủy những cái collagen hoặc các mô sợi bám xung quanh, để cho cái vết sẹo mình nó sẽ đầy lên á.
Tuy nhiên là cái kỹ thuật cross chấm cái đáy sẹo này á, mình nên thực hiện một cách cẩn thận và khéo léo, tại vì nó rất là dễ gây tai biến. Ví dụ như là đây là một cái trường hợp mà tai biến cho cái chấm đáy sẹo bằng cái phương pháp cross này gây ra nè, của một cái spam mà bạn đã hỏi mình là bây giờ làm sao, thì bác sĩ cũng không biết làm sao luôn, tại vì giờ nó to như vậy rồi. Bây giờ điều trị cái này rất là tốn thời gian và chi phí luôn á. Cái này phải bắn laser retinal cắt đáy sẹo nhiều lần mới được. Mà cũng không, tại vì cái phương pháp này á, mọi người thấy là cái vết sẹo ban đầu iSpeak nó rất là nhỏ, nên mình chấm nó một cách khéo léo, mình chấm vừa đủ vào cái vết sẹo đó thôi á. Rồi. Đây là một cái kết quả mà do được thực hiện bởi việc bill bằng TCA 30% và bill 4 lần. Thì cái bill TCA này á, thì người ta khuyến cáo là khi mình bôi lên da thì mình phải đợi cho tới khi mà nó nổi lên cái xương, gọi là xương giá. Đến khi mà nó nổi được cái trắng trắng vậy nè, gọi là xương giá, thì nó mới đạt được hiệu quả. Cho nên khi mà mọi người chú ý, nếu mà sử dụng cái TCA để bill thì mình sẽ đợi tới khi mà nó đạt được cái xương giá như vậy á, thì mình mới rửa đi và trung hòa, thì nó mới đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Thì đây là một cái hình ảnh kết quả của một cái khách mà đã điều trị bằng TCA 30% 4 lần. Rồi, đây là một cái hình ảnh mà khách đã điều trị bằng TCA 3 lần, bằng cái TCA 25%. Rồi, sẹo box scar. Rồi, đây là hình ảnh xương giá khi mà người ta điều trị bằng TCA 30% và 25%. Rồi, thì cái TCA này á, mình sẽ là cái lựa chọn đầu tiên của mình nếu mà muốn điều trị sẹo rỗ. Do dùng bằng bill á, thì nó là, sẽ là được lựa chọn đầu tiên của mình. Còn nếu như mà mình không có TCA á, thì mình sẽ có những cái lựa chọn khác thay thế. Ví dụ như là glycolic acid. Thì glycolic acid là một cái pill mà rất là dễ kiếm và nó hiệu quả, an toàn với da của người châu Á. Và ngoài cái tác dụng mà điều trị sẹo thì nó còn có tác dụng khác là làm sáng da. Cái glycolic này á, thì bên MD Surgical thì nó có một cái nồng độ là 50% và Nova thì có 30%, thì hai cái này đều là bill lớp nông thôi, cho nên nó sẽ phù hợp với những cái sẹo mức độ 1, độ 2. Tuy nhiên á, thì nếu như mà bill bằng cái glycolic acid này á, thì mình nên điều trị mụn trứng cá cho ổn trước, sau đó mới bill bằng glycolic acid, hoặc là mình sẽ bill bằng cái salicylic acid trước một vài session trước đó để cho nó ổn định cái mụn trứng cá trước, thì mình hãy bill glycolic acid thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi, cái thứ ba là cái pyruvic acid. Thì bên MD Surgical nó có một cái sản phẩm là pyruvic acid 40% và có lactic acid 10% nữa. Thì nó vừa bill, cái này là một cái sản phẩm mà bill lớp trung á, bill lớp trung bình đó mọi người, thì nó sẽ đáp ứng tốt với những cái sẹo sẹo lớp trung bì sâu á, sẹo độ 3 á. Thì cái này nó có thêm cái acid lactic thì nó sẽ làm mềm, làm ẩm da thêm nữa. Rồi, đây là một cái hình ảnh khách hàng bill bằng pyruvic acid 2 lần và kết hợp với lại triclo acetic acid 25% 2 lần. Thì thường là nếu mà sử dụng những cái sản phẩm khác để điều trị sẹo mà không phải là triclo acetic đó, thì mình cũng nên kết hợp với triclo acetic để cho cái hiệu quả của nó cao hơn. Ngoài ra cái pyruvic này người ta cũng sử dụng để build cái rạn da, xong rồi rạn da rồi xong rồi người ta sẽ bắn laser retinal nữa. Cái này nó cũng ứng dụng trong build rạn da nữa. Rồi, sản phẩm thứ ba là cái salicylic acid. Thì bên Nelva mình có cái salicylic 30% và bên MD thì có salicylic 20%. Thì cái này nó cũng điều trị sẹo lõm do mụn trứng cá.
Và cái này mình có thể ứng dụng trong cái da sẹo lõm mà có mụn trứng cá đang diễn ra, có nghĩa là vừa đang bị mụn trứng cá mà mình cũng muốn là cái vết sẹo của mình nó nhỏ lại á, thì mình có thể sử dụng cái salicylic acid này. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ hiệu quả hơn khi mà mình kết hợp salicylic với lại trichloroacetic acid. Thì cái khách này á, người ta bill 25 salicylic 25% 3 lần và trichloroacetic acid 25% 3 lần. Thì cái bạn này á, bạn bill bác sĩ này bill ở cái da của khách này á, là người ta sử dụng cái salicylic này trước, bill cho tới khi mà đạt cái thời gian ứng dụng của salicylic rồi á, sau đó người ta rửa và người ta bôi đè cái trichloroacetic lên cho tới khi mà đạt được cái hình ảnh xương giá, sau đó người ta mới trung hòa, có nghĩa là hai cái acid này á, người ta sử dụng chung với nhau trong một cái lần bill luôn và đạt được cái hiệu quả như thế này. Thì cái salicylic và cái trichloroacetic này á, người ta ứng dụng trong cái da mà bị sẹo lõm độ 1, độ 2 và đang bị mụn trứng cá. Rồi dung dịch thứ tư mà mình muốn giới thiệu đó là cái dung dịch Peel Chestner, là gồm có resonsinol acid lactic và salicylic acid. Thì cái này nó cũng được chứng minh là có hiệu quả đối với sẹo lõm do mụn trứng cá. Đây là một cái hình ảnh mà khách hàng bill dung dịch Peel Chestner kết hợp với trichloroacetic acid. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một cái clip mà người ta bill tại clinic nha. MD Peel Treatment. Our skin is the first line of defense against the world. Skin aging depends on our own genetics, habits and lifestyle, and other harsh environmental factors such as UV radiation and pollution. Although it is not possible to turn back the hands of time, the effects of aging can be dramatically slowed down and improved, enhancing people's skin health and self-esteem. MDceuticals has developed a wide range of pharmaceutical and medical-grade chemical peels, formulated to correct the main signs of aging, such as photoaging, dull complexion, hyperpigmentation, acne, fine lines, and wrinkles. Chemical peels are minimally invasive, in-office procedures used to improve skin color, tone, and texture, restoring a healthy glow. Pre-treatment. Skin prepping with MD Pre-Peel Alpha Hydroxy Acids Complex 15%. 2 or 3 weeks prior to the MD Peel treatment, it is advisable to apply MD Pre-Peel Alpha Hydroxy Acids Complex 15% for photo-aged skin, or MD Pre-Peel Beta and Alpha Hydroxy Acids Complex 8% for oily and sensitive skin. MD Pre-Peel Alpha Hydroxy Acids Complex 15% prepares the skin and facilitates uniform penetration of the MD Peel ingredients, reduces wound healing time, minimizes risks, and enhances the results. MD Peel Treatment Protocol. Sorry mọi người, tại vì hồi nãy mình không có chia sẻ cái này nên mọi người không có thấy được clip á. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại nha. Mọi người thấy clip chưa? Sorry nhiều nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ lại nha. Mọi người thấy clip chưa? Lỗi mình. Rồi, mọi người mời mọi người xem clip review của Emily Sickle nha. Our skin is the first line of defense against the world. Skin aging depends on our own genetics, habits and lifestyle, and other harsh environmental factors such as UV radiation and pollution. Although it is not possible to turn back the hands of time, the effects of aging can be dramatically slowed down and improved, enhancing people's skin health and self-esteem.
MD Surgicals has developed a wide range of pharmaceutical and medical grade chemical peels formulated to correct the main signs of aging, such as photoaging, dull complexion, hyperpigmentation, acne, fine lines, and wrinkles. Chemical peels are minimally invasive, in-office procedures used to improve skin color, tone, and texture, restoring a healthy glow. Pre-treatment. Skin prepping with MD Pre-Peel Alpha Hydroxyacid Complex 15%. 2 or 3 weeks prior to the MD Peel treatment, it is advisable to apply MD Pre-Peel Alpha Hydroxyacid Complex 15% for photo-aged skin or MD Pre-Peel Beta and Alpha Hydroxyacid Complex 8% for oily and sensitive skin. MD Pre-Peel Alpha Hydroxyacid Complex 15% prepares the skin and facilitates uniform penetration of the MD Peel ingredients, reduces wound healing time, minimizes risks, and enhances the results. MD Peel Treatment Protocol. Step 1. Skin cleaning. Before each treatment, deeply cleanse and remove all traces of makeup from the skin with MD Ultrasense Cleanser and tone the area to be treated with MD Multi-Active Firming Toner. Step 2. Skin degreasing. Cleanse the skin with alcohol and then thoroughly degrease with acetone by rubbing with a cotton wool pad. Leave to dry. Step 3. Protect sensitive area, the lips, inside the nose, and nasolabial folds with Vaseline. Also protect warts, moles, and areas with permanent makeup with Vaseline. Step 4. Protect the eyes by placing cotton wool pads or gauze soaked in water over them. Patients using contact lenses must remove them prior to the treatment. Step 5. Using a brush, apply a thin layer of MD Peel over the area to be treated. Begin at the forehead, followed by the right cheek, left cheek, nose, perioral area, and the neck. Repeat the process, applying 3 extra layers of the peel. After the application, the client may feel a slight burning sensation, which can be relieved by fanning movements. Leave to act during the recommended time. Time of exposure will depend on the type and concentration of the chosen chemical peel. Step 6. Skin neutralizing. Once the recommended time has elapsed, wash the area with lots of cold water to completely remove the product and uniformly spray the area with MD Peel Neutralizing Solution in order to stop the acid penetration. MD Peel Neutralizing Solution provides an instant feeling of relief to the skin. If patient suffers from a generalized intense itching or severe discomfort, then immediately neutralize this zone, irrespective of the duration. Leave to act for a few minutes and then dry the skin. Step 7. MD Cocktail Post-Treatment Skin Recovery will calm the skin and reduce sensitivity, inflammation, and redness, bringing an instant feeling of relief. It promotes optimum levels of hydration, smoothness, and elasticity.
apply half of the contents of one MD cocktail post-treatment skin recovery ampoule to the face and neck using a gentle circular massaging motion to promote full absorption. Step 8. Protect the skin with 3D moisturizing sunscreen protection. Peel treatment protocol. Apply extreme skin renewal as often as needed to restore, regenerate, and moisturize the skin, avoiding a tight feeling or dryness after the peel treatment. For a more intense regenerating action, it is recommended to apply the replenishing and extra moisturizing MD cocktail post-treatment skin recovery ampoules. Apply one ampoule per day, applying half of the contents in the morning and half in the evening. Before, during, and after the treatment with chemical acids, it is essential to use a broad-spectrum sunscreen to avoid undesirable side effects such as hyperpigmentation and the reversion of the peel benefits. Apply 3D moisturizing sunscreen protection before sun exposure and reapply frequently to maintain product efficacy. MD peel treatments reveal a new skin with a healthier, brighter, and younger-looking complexion. Rồi, vừa rồi mình đã coi một cái quy trình peel tại clinic và cái quy trình mà mình sẽ chăm sóc da tại nhà sau khi peel. Sau đây mình sẽ đến một cái phần khác là phần tiêm mesotherapy. Thì sau khi peel xong thì mình sẽ cần một cái sản phẩm để hỗ trợ mình tăng sinh, kích thích tăng sinh tái tạo collagen và các mô sợi khác. Thì đây là một cái sản phẩm gồm các yếu tố tăng trưởng và HA để hỗ trợ cho cái quá trình tăng sinh collagen để mình làm đầy cái vết sẹo lõm của mình lên. Thì khi mà cái giai đoạn đầu của cái quá trình lành thương là giai đoạn viêm á, thì khi mà các đại thực bào đến để dọn dẹp cái vết thương á, thì nó sẽ tiết ra những cái growth factor để kích thích cái quá trình lành thương ở phía sau để cho tăng sinh collagen và các mô sợi để bù đắp vào cái vết thương. Thì đây là những cái growth factor mình được tìm thấy, các nhà khoa học tìm thấy để nó hỗ trợ cho cái việc tăng sinh collagen và các mô sợi trong cái quá trình lành thương để làm đầy lên cái mô sẹo. Thì MD Surgical để ứng dụng những cái growth factor này vào cái sản phẩm này để tiêm mesotherapy vào lớp trung bì của da để tăng kích thích tăng sinh collagen và các mô sợi trong cái quá trình mà lành sẹo của mình đó, để cho nó cái vết sẹo mình nó sẽ tăng sinh, nó đầy lên nhanh hơn. Thì cái sản phẩm này á, ngoài cái tiêm mesotherapy ra là tiêm vào lớp trung bì nông hoặc là trung bì sâu, thì mình còn có thể ứng dụng nó vào cái phương pháp lăn kim hoặc là sau khi laser CO2 fractional thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm này để hỗ trợ lành thương và nó sẽ tăng sinh kích thích collagen và các mô sợi khác để cho nó đầy cái vết sẹo của mình lên á. Thì mình sẽ dùng cái phương pháp mesotherapy, mình tiêm vào lớp trung bì nông hoặc là trung bì sâu để cái những cái growth factor này nó hoạt hóa và nó sẽ làm tăng sinh collagen và các mô sợi để mình sẽ làm đầy cái vết thương này lên.
Rồi sau đây mình sẽ xem một cái đoạn clip về về cái phương pháp tiêm này nha. Rồi, đây mình sẽ xem một cái đoạn clip về phương pháp tiêm mesothelin. Intradermal technique consists of the performance of a series of manual injections 2 to 4 millimeters apart, while continuously maintaining a regular and constant pressure of the plunger. The needle is inserted at an angle of 30 degrees to 60 degrees and to a depth of between 2 and 4 millimeters. The product deposited on the surface is left in contact with the epidermis for 3 to 5 minutes to assist with penetration. Use a 3 or 5 cubic centimeter syringe, utilizing a gauge 30 to 32 needle of 4 millimeters for the procedure. Product should be delivered in middle dermis. Inject from 0.05 to 0.1 cubic centimeter per injection, with a maximum of 2.5 milliliters per side. In the forehead area, product can be applied using the superficial napage technique. It is recommended that a gauge 30 to 32 needle, 4 to 13 millimeters long, is used. Superficial intraepidermal napage consists of applying the product to the epidermis at a depth of less than 1 millimeter. This has the advantage of causing minimal or no bleeding. Product deposited on the surface is left in contact with the epidermis for 3 to 5 minutes to assist its penetration. On the video, a gauge 30 needle of 13 millimeters is used on the left part of the forehead and a gauge 30 needle of 4 millimeters on the right part of the forehead. Đây là một cái phương pháp tiêm của tiêm mesotherapy mà mình có clip của hãng cung cấp. Rồi thì cái sản phẩm này mình sẽ ứng dụng trên cái những cái growth factor, là những cái yếu tố tăng trưởng á, người ta sẽ tổng hợp vào cái sản phẩm này để mình hỗ trợ. Sau khi mà peel xong á thì mình sẽ tiêm cái yếu tố tăng trưởng này vào da để cho cái vết sẹo của mình nó sẽ đầy nhanh hơn. Thì cái sản phẩm này ngoài tiêm meso thì mọi người có thể sử dụng để lăn kim, hoặc là sau khi laser mình có thể sử dụng cái sản phẩm này để tái tạo cái lớp collagen ở dưới cái vết sẹo á, để cái vết sẹo mình nó sẽ được đầy nhanh hơn. Và sau khi mà cái liệu trình peel và mesotherapy được thực hiện ở tại clinic á, thì chúng ta có những cái sản phẩm để phục hồi da khi về nhà. Thì cái bộ sản phẩm này nó gồm có một cái sữa rửa mặt, toner, kem phục hồi, kem để điều trị mụn và vết thâm và ngăn ngừa sẹo, và một cái sản phẩm chống nắng. Thì đây là một cái bộ hoàn chỉnh của MD Surgical để cho khách hàng có thể chăm sóc da phục hồi tại nhà sau khi mà điều trị sẹo lõm bằng phương pháp peel và mesotherapy. Ngoài ra thì nó còn có một cái loại serum để phục hồi da. Thì cái serum này á, người ta khuyến cáo là mình sẽ sử dụng liên tục trong vòng 1 tuần đầu sau khi peel và mesotherapy. Còn bên Nelva thì cũng có một cái bộ sản phẩm để phục hồi da sau khi peel và tiêm mesotherapy tại clinic. Thì cái sản phẩm này sẽ bán cho khách hàng về nhà, gồm có một cái sữa rửa mặt, serum, kem phục hồi và kem chống nắng.
Thì cái Nova này á, cái Nova này mình sẽ giới thiệu với mọi người một chút là Nova là một cái dược mỹ phẩm đến từ Mỹ và có rất là nhiều cái bằng sáng chế, cũng như là Nova đã nghiên cứu ra hai cái hoạt chất để tham gia vào cái quá trình phục hồi da là hợp chất đồng peptide và DNA repair. Thì người ta nghiên cứu là những cái hợp chất đồng peptide thì sẽ giúp ích cho cái da mình sau khi tổn thương thì nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Và cái DNA repair là những cái enzyme mà giúp ích trong cái quá trình mà phục hồi DNA, là gồm có ba cái enzyme là minosome, endosome và cái photolysome. Thì ba cái này á, nó sẽ tìm ra được cái lỗi sai của DNA và sửa loại bỏ những cái DNA lỗi này và sửa chữa những cái DNA lỗi này. Thì Nova nó có hai cái hoạt chất mũi nhọn là đồng peptide và DNA repair, thì nó hỗ trợ rất là tốt trong cái việc phục hồi da sau khi mà điều trị những cái biện pháp như là laser, lăng kim hoặc là mesotherapy peel tại clinic. Thì cái bộ này sẽ bán hẳn cho khách hàng về nhà sử dụng mỗi ngày. Rồi, cái bài ngày hôm nay của mình chia sẻ đến đây là hết rồi á. Thì mọi người nếu mà muốn liên hệ để mà mua sản phẩm của Nova cũng như là MD Surgical thì mọi người sẽ lưu ba cái số điện thoại của sale này nha. Để bây giờ mình sẽ đọc á mọi người lưu lại nha. Nếu mà mọi người cần biết thêm cái thông tin gì về sản phẩm cũng như là hỗ trợ mua hàng á, thì mọi người sẽ liên hệ với ba bạn sale này nha. Đầu tiên là chị Chi. Chị Chi số điện thoại là 0909 969 887. Thứ hai là bạn My. Mọi người ghi kịp không? Rồi, bạn My là 0934 496 211. Còn một bạn nữa là bạn Sang. 0938 748 986. Rồi mọi người có liên hệ có muốn mua sản phẩm của MD hoặc là Nova thì mọi người sẽ liên hệ với ba bạn sale này nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái tắt tiếng cho mọi người mình có thể trao đổi một chút xíu nha. Mọi người có câu hỏi gì với mình không? Có một cái chị hỏi là bác Yến cho mình hỏi là lựa chọn loại da cho từng loại peel như thế nào ạ? Thì hồi nay mình có soạn một cái bài là lựa chọn cái loại peel phù hợp với lại từng cái loại da á. Nhưng mà nó tập trung chủ yếu là vô cái bảng này nè. Em xíu nha. Thì lựa chọn cái loại peel để phù hợp với loại da thì nó sẽ tập trung vô cái bảng này nè mọi người. Đầu tiên là mình phải lựa chọn cái loại peel để mình peel coi cái vết sẹo mình nó ở cái mức độ nào á. Nếu như mà peel nông á, peel mà cái vết sẹo nó chỉ ở cái lớp trung bì nông thôi thì mình sẽ lựa chọn cái loại peel ở lớp nông như thế này thôi, là những cái loại peel ví dụ như là Chesner hoặc là TCA 10-30%, AHA, BHA mà nồng độ thấp á, ví dụ như là linoleic 30-50%, salicylic acid 20-30%, mandelic acid, acid lactic, acid tartaric, acid malic hoặc là azelaic acid là từ 10-20%. Thì nếu mà mình những cái vết sẹo mà độ 1, độ 2 á, thì mình có thể lựa chọn những cái loại peel lớp nông như thế này thôi. Và cái peel ở lớp nông này á, thì nó cũng thích hợp với mọi loại da, tại vì nó cũng ít gây ra tăng sắc tố sau viêm. Còn nếu mà cái da nào mà khỏe hơn và cái vết sẹo của người ta ở hơi sâu chút xíu ở độ 3 thì mình có thể sử dụng cái peel trung bình, tại vì cái peel này nó sẽ tấn công tới lớp trung bì sâu. Thì những cái peel lớp trung bình thì gồm có những cái peel như thế này,
Bilirubic acid 40%, Glycolic 50-70%, TCA 35-70%. Nói chung là tất cả những cái lựa chọn bill thì nó sẽ nằm ở cái bảng này á. Nếu mà bill nông á thì mình sẽ bill được cho cái sẹo độ 1, độ 2. Còn bill mà bill trung bình thì mình sẽ lựa chọn bill cho cái sẹo độ 3 á. Hoặc là nếu như mà da đó yếu mà da tối màu á, giống như da của em nè, thì người ta sẽ lựa chọn cái bill bill ở mức độ 1 thôi và mức độ nông thôi, và người ta sẽ kèm theo những cái phương pháp khác, ví dụ như là cắt tấy sẹo trước đó khoảng 1-2 tuần á, rồi người ta hãy mình hãy bill cho khách. À, liệu trình cách nhau bao lâu? Thì liệu trình cách nhau khoảng 2 tuần mình sẽ bill một lần. Bill bao lâu thì thực hiện tiêm meso? Thì thường á, là mình sẽ bill xong tại clinic á, mình trung hòa xong, mình đắp mặt nạ xong thì mình tiêm meso luôn cho khách. Mình thoa tê mình tiêm luôn ngay cái buổi ngày hôm đó luôn, mình sẽ bill xong mình tiêm luôn. Thì thật ra mình hay nói với mọi người á, với khách của mình á, là peel á, giống như là đập đi vậy á, xong rồi mesotherapy là xây lại vậy á, nó sẽ hỗ trợ, nó kích thích tăng sinh lên á, thì nó cũng ứng dụng được cho sau khi mà laser, mọi người cũng có thể sử dụng cái sản phẩm Grow Factor này để chăm sóc da sau laser. Sau laser lăng kim bao lâu thì bill được? À, cái này là một cái câu hỏi mà mình cũng hay thường được hỏi á. Thì sau laser hoặc lăng kim bao lâu thì bill được á, thì mình phải đợi cái phương pháp cũ của mình á, da mình nó phục hồi rồi thì mình mới làm tiếp cái phương pháp mới. Thì sau laser khoảng 3-4 tuần á, thì mình sẽ thực hiện bill được, và sau lăng kim khoảng 2-3 tuần thì mình bắt đầu bill được. Nói chung là khi mà cái da mình nó đã phục hồi sau khi mà mình đã sử dụng cái phương pháp cũ rồi thì mình mới tiếp tục mình làm cái phương pháp mới, chứ mình đừng có dồn dập quá thì da mình nó cũng không chịu nổi á. À, cho em hỏi công ty có TCA không ạ? Và nếu có thì liên lạc cho em nha. À dạ, công ty Oscar có TCA của Nelva ạ. Thì cái TCA này nó chỉ khoảng từ 10-20% thôi, nó rất là an toàn với da của người Việt Nam á. Thì chị có thể liên hệ với một trong ba bạn sale hồi nãy em đọc số điện thoại á. Xíu nữa em sẽ đọc lại một lần nữa nha. Thì Nelva có hai sản phẩm bill có TCA. Anh Chánh Nguyễn có hỏi em một câu là bác sĩ Yến chia sẻ thêm một số nguy cơ hình thành sẹo lõm của một vết thương trên da không? Và nếu có một vết thương có nguy cơ sẹo thì chăm sóc da thế nào để tránh bị sẹo xảy ra? Và em cũng trả lời câu hỏi của anh là một số cái nguy cơ hình thành sẹo lõm của da thì nó có thể kể đến, ví dụ như là lứa tuổi thì những cái tuổi mà càng lớn thì cái nguy cơ để lại sẹo càng cao, tại vì do cái collagen của người ta nó không còn được sản xuất nhiều giống như là hồi trẻ nữa. Thứ hai là do cơ địa của khách, có thể là một số cái khách người ta sẽ có cơ địa dễ bị sẹo hơn những cái khách khác. Thì theo như em mà đọc tài liệu thì những cái khách mà có nguy cơ mà sẹo cao hơn thì người ta do cái quá trình mà viêm á, thì những cái khách này người ta có một cái hoạt chất của người ta bị được tiết ra nhiều hơn á, thì người ta có cái nguy cơ sẹo nhiều hơn là do cơ địa thôi. Rồi thứ ba là có thể do cái quá trình chăm sóc cái vết thương không có tốt á, cho nên cái quá trình viêm nó xảy ra hơi kéo dài á, cho nên cái sẹo xấu nó dễ xảy ra hơn. Cho nên nếu như mà
cái cơ địa của mình, là mình biết là cơ địa của mình là sẹo xấu rồi á, thì cái vết thương xảy ra mình nên chăm sóc cái vết thương tốt để cho cái quá trình mà viêm, quá trình nhiễm trùng của nó kết thúc nhanh hơn. Có nghĩa là cái thì cái vết sẹo nó sẽ mau lành hơn và nó ngăn ngừa được cái sự tạo sẹo hơn á. Có nghĩa là khi mà mình biết là cái cơ địa của mình sẹo xấu rồi á, thì bác sĩ sẽ có những cái thuốc uống lẫn thuốc bôi để mình sẽ hạn chế được cái vết sẹo của nó xấu đi. Chị ơi, em áp dụng tiêm filler đáy sẹo thì xuất hiện thâm rất lâu và hiệu quả không được cao. Chị có thể chia sẻ thêm điều này được không ạ? Em xin trả lời câu hỏi của chị Hương á. Thì cái tiêm filler đáy sẹo á là cái phương pháp mà kiểu như là cuối cùng mà mọi người có thể tìm đến bác sĩ để làm cái phương pháp này á. Khi mà những cái phương pháp khác mình làm mà mình không hiệu quả thì cái phương pháp này là cái phương pháp mà mình lựa chọn cuối cùng luôn. Tại vì thứ nhất là filler mình biết là nó sẽ có cái thời gian nó hoạt động xong sau đó nó sẽ tan đi, mà nó đâu có ở lại trên da hoài đâu. Cho nên cái này là phương pháp lựa chọn cuối cùng. Khi mà những cái phương pháp khác nó không có hiệu quả nữa thì mình mới sử dụng cái này. Tại vì nó sẽ lấp đầy cái chỗ lõm của sẹo á, để cho cái sẹo nó đầy lên. Nhưng mà khi mà nó tan rồi á thì cái sẹo của mình nó lại lõm trở lại thôi. Thì nếu như mà khách của mình đến thì mình nên hướng tới khách những cái phương pháp khác trước. Khi mà những cái phương pháp khác mà nó không còn hiệu quả, không có hiệu quả nữa thì mình mới lựa chọn cái phương pháp tiêm filler này. Tại vì nhiều khách cũng hỏi mình là bị sẹo có tái phát không á, thì thật ra là điều trị sẹo lõm á thì nó không tái phát nha mọi người. Mình có thể khẳng định luôn là khi mà điều trị sẹo lõm cho khách á, nếu như mà khách không có tình trạng bị sẹo bị mụn lại để cho nó hình thành cái sẹo mới á, thì điều trị sẹo lõm nó sẽ không tái phát. Tại vì khi mà cái quá trình kích hoạt lành thương của mình kích hoạt á, thì nó sẽ tạo ra những cái collagen mới và nó đẩy cái vết sẹo đó lên và nó không tái phát đâu nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người có thể bật cái tiếng lên để nói chuyện với em á, tại vì bây giờ em kiếm cái câu hỏi nhiều quá không có thấy được luôn á. Mọi người bật tiếng đó, mọi người nói chuyện với em đi. Cắt đáy sẹo xong mình tiêm meso vô đáy sẹo và bắn laser được không? Cắt đáy sẹo xong thì mình có thể tiêm cái meso sản phẩm này vào đáy sẹo luôn nha mọi người. Và nếu mà mình được á, khách mà chịu được á, thì mình sẽ bắn laser luôn hoặc là đợi một tuần sau cũng được nữa. Thì thường bên em cũng cắt đáy sẹo xong thì bắn laser retinal luôn. Ngọc Anh, chị ơi có kinh nghiệm nào mà cắt đáy sẹo giảm thiểu thâm không? Thật ra là em cắt đáy sẹo em cũng thâm á mọi người. Nói chung là cắt đáy sẹo thì nó sẽ thâm á, tại vì nó tác động tới lớp trung bì. Và cái khi mà cái quá trình mà lành sẹo á thì nó sẽ để lại thâm khoảng 2-3 tuần lận á, có khi cả tháng luôn á. Em cắt đáy sẹo nó cũng thâm mà. Thì mình cắt xong á, mình có thể tiêm cái sản phẩm bên Oscar này vô cái chỗ vết sẹo đó mà. Vết sẹo, dạ. Chị ơi, em bị sẹo, em tách đáy sẹo và tiêm meso rồi, giờ đỡ được 60%, thì em nên tách đáy sẹo nữa không hay làm sau 2? Dạ, 60% hả? Dạ, ý là
Thật ra em muốn nói với lại mọi người là không có cái phương pháp nào mà tốt nhất hết trơn á. Ý là mình sẽ lựa chọn cái phương pháp nào mà nó phù hợp với da của mình và phù hợp với tình hình tài chính của mình á. Cho nên nếu như mà chị giảm được 60% rồi á, chị có thể lựa chọn cắt đáy sẹo tiếp và kết hợp với bắn laser CO2 Rexnol. Sau đó mình sẽ về nhà dưỡng da thêm thì nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Mình kết hợp nhiều phương pháp lại với nhau thì nó sẽ đạt hiệu quả nhiều hơn á. Cho em hỏi, da mỏng nhiều mao mạch mà có sẹo lõm nhiều thì mình có làm peel được không? Thường á, thì những cái da mà mình bị mỏng đỏ và lộ mao mạch đó là da của mình nó đang trong cái tình trạng mà nó bị yếu, thì mình nên phục hồi da trước, mình đẩy cái phục hồi da trước lên đi, rồi sau đó mình hãy tiến hành peel. Thì khi mà cái da mình nó trở về bình thường á, thì mình hãy tiến hành peel. Thì bên Nova có một cái bộ này để phục hồi da rất là tốt á. Tại vì mình thấy là nó có đồng peptide với lại DNA Total Repair á. Nó là hai cái hoạt chất mà được chứng minh lâm sàng, được bên hãng nghiên cứu tới 20 năm và hơn 100 cái nghiên cứu lâm sàng á, để nó phục hồi da rất là tốt. Thì bạn có thể mua cái sản phẩm này về để phục hồi da trước đi. Khi nào mà da mình nó ổn á, da mình nó khỏe giống như là bình thường á, thì mình hãy peel nha. Thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì khi mà da của mình nó đang yếu, đang mỏng, đang đỏ, mình cố gắng để cho nó hết sẹo, mình cố gắng ép nó là để cho hết sẹo thì nó cũng không có đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn á. Và nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả khác, ví dụ như là nó sẽ bị tăng sắc tố sau viêm nữa. Và cái da mình nó đang yếu như vậy thì nó sẽ không chịu nổi. Thì mình sẽ có thể là sử dụng cái bộ phẩm để phục hồi da này trước, hoặc là mình sẽ tiêm meso những cái growth factor để phục hồi da trước. Thì khi da mình khỏe lại rồi thì mình peel. Sau khi tách đáy sẹo bắn Rexnol thì có cho thuốc gì về uống thêm không ạ? Thì thường á, mình thấy cũng không có ai cần để uống cái thuốc gì sau khi mà tách đáy sẹo hoặc là bắn Rexnol hết á. Nó cũng trong cái khả năng chịu đựng của khách đó mọi người. Mà mình thấy là thường là khách nữ á, chịu đựng tốt hơn khách nam á. Sau khi mà bắn laser Rexnol thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm mà nó phục hồi da như thế này nè. Hoặc là mình sẽ tiêm cái Raw Factor. Mình sẽ tiêm cái Raw Factor lên da. Bác sĩ ơi, có bác sĩ nói là có trường hợp cắt đáy sẹo xong bị sụp collagen và tái sẹo lại. Nói chung là cái phương pháp tách đáy sẹo này á, thì kiểu như là mình phải bác sĩ phải làm nhiều á, với lại bác sĩ phải được huấn luyện chuyên nghiệp thì mình mới có thể làm cái phương pháp này á. Cho nên mấy các bạn ở spa á, mình cũng không nên làm nha. Đây, mình phải cắt vô đúng cái lớp mà ở dưới. Mình sẽ dùng cái dao chuyên dụng này nè. Mình thấy cái dao này nó không có phải là cái dao đầu nhọn giống như cái kim của mình hay chích đâu, nó là cái dao á. Thì mình sẽ cắt được những cái đáy sẹo mà nó kéo cái đáy, cắt cái mô sợi mà nó kéo cái đáy sẹo mình xuống vậy nè. Mình sẽ cắt đúng vô đây. Thì mình sẽ kết hợp với những cái phương pháp khác để nó làm đầy cái sẹo lên. Ủa? Bác sĩ Yến cho hỏi, trước khi tách đáy sẹo,
khoa thuốc tê khách hàng còn đâu? Đây. Có tiêm lidocaine được không? Hay có phương pháp gì giảm đau khác không? Cắt theo hình rẻ quạt. Dạ đúng rồi. Tại vì em thấy là người ta đau nhưng mà khách người ta chịu được á, chứ không phải là đau mà không chịu được á. Thì tại vì nếu mà bác sĩ tiêm thuốc tê vô thì em thấy nó bị phồng lên cái chỗ đó mình cắt á, nó cũng không có được chính xác lắm đâu. Mình thay tê là được rồi. Tại em thấy là khách cũng chịu được. Mình hoa đủ cái thời gian á, cỡ 40 tới 45 phút á mình cắt. Hồi trước em làm á, khách nữ á thì ok nha, còn khách nam á em thấy mấy bạn làm xong mấy bạn ra tụt đường huyết, tụt huyết áp rồi phải pha trà đường cho uống nữa. Nói chung là khách nữ chịu đựng tốt hơn là khách nam á. Cái này thì mình phải hoa tê. Thì cái phương pháp bill á thì mình có thể giải quyết được những cái vấn đề như thế này nè, có nghĩa là khách người ta không chịu đau được á, khách người ta không chịu đau được cho nên không có làm laser hoặc không có làm tăng kim hoặc là không có cắt lấy sẹo được á, thì mình chuyển qua bill đi. Có thể là nó sẽ tốn thời gian hơn á, tại vì mình sẽ bill rất là nhiều lần thì nó mới đạt được hiệu quả, chứ mình sẽ không có kỳ vọng. Hoặc là mình phải giảm cái kỳ vọng của khách xuống là bây giờ bạn không có làm những cái phương pháp mà sập lớn như thế kia thì mình làm bill, nhưng mà phải chấp nhận là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn mà mình bill nhiều lần hơn, chứ mình không có làm mà nhanh được giống như mấy phương pháp khác á. Thì cái bill này em thấy thứ nhất là nó rẻ tiền nè, cái khách hàng người ta dễ tiếp cận, chứ lại nó không có đau. Những trường hợp sau tách đáy sẹo, khách hàng dễ bùng phát mụn trứng cá, làm sao để hạn chế vấn đề này? Thì cái vấn đề mụn trứng cá của khách đó là do nó làm vòng tròn bệnh lý á mọi người, là mình bị mụn trứng cá xong rồi mình sẽ tạo thành cái vết sẹo đúng không? Xong rồi khi mà cái vết sẹo này ở trên da thì nó sẽ dễ mấy cái bụi bẩn đồ nó dễ ứ động trong đó, nó dễ bùng mụn trứng cá lại, thì nó là một cái vòng bệnh lý á. Thì những cái da mà sẹo lõm á do mụn trứng cá thì nó cơ địa của người ta lại dễ bị mụn trứng cá rồi á. Thì nếu như mà vậy thì mình phải kết hợp với những cái sản phẩm bôi mà nó điều trị mụn kèm theo. Thì những cái dưỡng da điều trị mụn á thì bên Neova cũng có một cái bộ để hỗ trợ cho việc điều trị mụn. Hoặc là sau khi bill rồi đây là cái sản phẩm Neova, có một cái bộ điều trị hỗ trợ điều trị mụn nè, này gồm có một sữa rửa mặt, một cái sữa rửa mặt cho da dầu mụn nè, với lại một cái serum để hỗ trợ trong việc điều trị mụn, lại có enzyme chỉnh sửa DNA với retinol. Thì mọi người có thể kết hợp cái bộ sản phẩm này để mình hỗ trợ trong cái việc điều trị. Tại vì da mà bị sẹo lõm là cái da mà người ta đã bị mụn trứng cá trước đó rồi đó, thì nó rất là dễ bị mụn lại. Thì mình có thể hỗ trợ cái sản phẩm mà điều trị mụn á, song song với lại cái quá trình mà điều trị sẹo của mình á. Vết thâm sau cắt đáy tiêm meso nào để giảm thâm không ạ? Dạ, có cái sản phẩm Raw Factor này á, nó sẽ kích thích lành vết thương và nó sẽ giảm thâm cho mình á, tại vì trong đây nó cũng có HA nữa mọi người. Đây. Thì sau khi cắt đáy sẹo xong á thì mình có thể tiêm cái sản phẩm này vào trong cái chỗ mà mình vừa mới cắt đáy sẹo xong luôn á.
Mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Nếu mà đánh máy lâu quá thì mọi người có thể hỏi trực tiếp em nè. Có câu hỏi nào mà liên quan tới Bill nữa không? UTCA này, UTCA bán chạy lắm à. Mọi người không còn câu hỏi nào nữa thì có gì nếu mà cần hỗ trợ thì mình liên hệ với sale nha. Meso sẹo dùng ít nên bảo quản được bao lâu, nếu không thường xuyên cho da căng bóng được không ạ? Dạ, bên MD Certical có cái sản phẩm tiêm căng bóng riêng á chị, còn cái này thì nó chỉ chứa HA nhưng mà chủ yếu là nó chứa growth factor, cho nên nó sẽ hỗ trợ cho điều trị sẹo và những cái khách mà da bị lão hóa, mình bị thiếu hụt collagen nhiều á, mình có thể build cho những có thể tiêm cho những cái khách hàng đó được á. Nhưng mà cái sản phẩm này thì mình ưu tiên điều trị sẹo và những cái da khách hàng mà bị lão hóa do trùng nhão collagen á, mình tiêm cái sản phẩm này được. Còn cái tiêm căng bóng thì MD Certical có sản phẩm tiêm căng bóng riêng. Cho mình xin thông tin số điện thoại bên sale nha. Có ba bạn sale nè mọi người lưu lại giùm em nha, có gì mình có thể liên lạc với ba bạn này nha. Đầu tiên là Chi, mình mua hàng của Nova hay là MD Certical gì mình cũng liên hệ với ba bạn này nha. Đầu tiên là Chi là 0909 969 887. Em đọc lại nha, 0909 969 887 là chị Chi nha. Còn cái bạn thứ hai là bạn My, 0934 496 211, 0934 496 211 là số điện thoại của My. Số điện thoại của Sang á là 0938 748 986. Bạn Sang là 0938 748 986.
Không còn câu hỏi nào nữa thì hẹn mọi người vào buổi nói chuyện lần sau nha. Bye bye mọi người.